thơm. À, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với những điều cảm hứng của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Và sau đây, mời các bạn cùng con xiêm tử vi chi tiết của bản tuổi Dần tháng 9 âm lịch năm 2020 và mời các bạn cùng con xiêm. Đơn vợ đơn côn viền cảnh phi như ân cướp. Có thể thấy rằng tháng 9 âm lịch là một tháng khá may mắn đối với người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, chỉ cần cố gắng là bạn sẽ nhận được thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, bạn gặp được nhiều điều thuận lợi đến bất ngờ. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những cơ hội triển vọng, giúp sự nghiệp phát triển. Những người theo lĩnh vực học tập, nghiên cứu hay phải thi cử cũng sẽ đạt được những kết quả khá khả quan. Tháng này, bạn hãy thể hiện điểm mạnh của mình, đừng ngần ngại, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp cho những người tiếp xúc với mình. Trên phương diện tài lộc, tháng này là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn hoặc xây dựng những mối quan hệ khách hàng, đối tác mới. Khoản tiền bạn kiếm được chủ yếu sẽ đến từ những hoạt động này đấy. Nguyệt lệnh trường sinh là dấu hiệu khá rõ ràng minh chứng cho sự hứa hẹn trong sự nghiệp của bạn. Chuyện tình cảm của bản mệnh lại không quá tích cực trong tháng 9, bởi đôi bên dễ hiểu lầm nhau có thể chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi hiểu lầm xảy ra, điều bạn cần làm là lắng nghe và trò chuyện cùng người ấy, chứ không phải là mù quáng nghe theo những lời đồn thổi bên ngoài. Một điều đáng chú ý nữa trong tháng này với bạn là tình hình sức khỏe. Khi khó khăn ập tới, bạn cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, không nên để những suy nghĩ bi quan bao vây lấy mình, để mình rơi vào cảnh stress, căng thẳng. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Dần âm lịch sự nghiệp. Theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi Dần, sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này. Bản mệnh dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, và điều này lại tiếp tục tạo động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Dưới sự nâng đỡ của tam hợp, bạn có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể là người giúp bạn khắc phục được khó khăn trước mắt, đồng thời tiếp tục vạch ra những hướng đi mai sau. Tuy nhiên, con giáp này cần phải chú ý thay đổi bản tính, cả thèm chóng chán, chỉ nhiệt tình với công việc trong thời gian đầu, sau đó lại dễ bỏ dở giữa chừng. Nếu cứ bỏ dở công việc như vậy, bạn không chỉ tạo thêm phiền phức cho người khác mà còn khiến chính bản thân mình mất điểm trong mắt lãnh đạo. Nguyệt lệnh trường sinh giúp bạn luôn có trạng thái tinh thần minh mẫn, tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì vậy bạn hãy không ngừng nỗ lực, đừng để đánh mất lợi thế của mình. Hãy là con giáp chăm học hỏi nhé. Bạn cũng hãy cư xử mềm mỏng hơn với mọi người, không nên khăng khăng làm theo ý thích của cá nhân mình, đồng thời bắt người khác phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Nếu biết cách xã giao hợp lý, bạn không chỉ dễ tạo thiện cảm cho mọi người, mà còn đem lại cho chính mình nhiều ích lợi khó đoán trước trong tương lai. Hữu bận cũng là sao tốt thúc đẩy vận trình của bạn thêm phần may mắn. Vì thế, đừng lo ngại trước những thử thách trước mắt, bởi cứ bình tĩnh thì đâu khắc có đó thôi, bạn hoàn toàn có thể vượt qua bằng chính sức của mình. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Dần âm lịch tài lộc. Người tuổi Dần có khoảng thời gian tháng 9 âm lịch làm ăn khá thuận lợi. Do có tam hợp thúc đẩy nên tháng này, bạn rất thích hợp làm những công việc như ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với các đối tác. Tin rằng với sự thông minh, tài hoa và đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình, bạn sẽ có thêm được nhiều mối quan hệ triển vọng cho tương lai. Với người còn trẻ tuổi, trường sinh cho thấy bạn luôn ở vào tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chờ đợi thời cơ đến với mình. Con giáp chí khí này có hy vọng mãnh liệt vào tương lai nên luôn đặt cho mình những đích đến cao xa và không ngại đối đầu với thử thách. Tinh thần quyết tâm, dám nghĩ dám làm của bạn chắc chắn sẽ gây thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là bạn nên học cách khiêm tốn, không nên huênh hoang khoác lác cho rằng mình có thể dạy đời người khác. Khi mắc phải lỗi sai, bạn cũng nên chủ động nhận lỗi chứ không nên tiếp tục lý luận hoặc đổ lỗi cho người khác. Với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên.
Mục đích của bạn chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, bước từng bước vững vàng lên một vị trí cao hơn. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Dần âm lịch tình duyên. Tháng này, người tuổi Dần nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen. Song dường như người còn độc thân có vẻ khá thờ ơ, bởi bạn muốn đặt công việc lên trên tình cảm. Bạn cho rằng mình còn trẻ tuổi thì nên tập trung cho sự nghiệp để chiếm một vị thế đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, còn tình yêu sẽ tự đến khi mình trở thành một người thành công và xuất sắc. Với người đã lập gia đình, bạn nên giữ khoảng cách nhất định với những người có ý định tiếp cận mình. Bạn nên thể hiện quan điểm rõ ràng và cách xa những người như vậy, nếu không những lời đồn thổi có thể gây tác động xấu đến hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, bạn và nửa kia có thể hiểu lầm nhau vì những việc lặt vặt trong cuộc sống. Điều bạn cần làm bây giờ không phải là vội vàng nghe theo lời đồn thổi của người khác mà là trò chuyện cùng người ấy để có thể hiểu được bản chất của vấn đề. Dưới tác động của trường sinh, các cặp đôi trẻ tuổi có thể đón tin mừng trong chuyện sinh nở. Bạn và người ấy cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai để mọi việc luôn được thuận lợi, tránh luống cuống. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Dần âm lịch sức khỏe. Trái ngược với những điều thuận lợi trong sự nghiệp thì tháng này, tuổi Dần lại phải đối mặt với khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Bạch hổ hung tinh cho thấy nhiều điểm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ma chay, gây bất lợi cho sức khỏe. Vì vậy, khi làm những công việc trọng đại, khi tham gia giao thông và khi thực hiện những công việc chân tay, bạn cần hết sức tập trung chú ý, bởi rất có thể chỉ một chút sơ suất lơ là thôi cũng sẽ để lại hậu quả khiến bạn hối hận trong tương lai. Trong công việc dù phải đối diện với khó khăn, vất vả, bạn cũng cố gắng giữ tinh thần lạc quan, thoải mái, tránh những suy nghĩ muộn phiền, bất an, lo lắng, vì những vấn đề về tinh thần sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bạn cũng nên lập tức đi khám, chớ coi thường và gác lại vì công việc bận rộn, khiến bệnh tật tiến triển nặng hơn. Cẩm nang vượng vận. 1. Canh Dần, Mộc, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, công việc có nhiều bước tiến đáng nể, tương lai tràn đầy hứa hẹn. Quý nhân, Ngọ, Tuất. Tiểu nhân, Thân, Tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. 2. Nhâm Dần, Kim, Nam Thái Dương, Nữ Thổ Tú. Khẩu quyết, làm việc có trước có sau, không nên bỏ dở giữa chừng, khiến người khác phải khắc phục hậu quả. Quý nhân, Thân, Mão. Tiểu nhân, Tỵ, Hợi. Màu sắc may mắn, trắng, đen. 3. Giáp Dần, Thủy, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán. Khẩu quyết, thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Quý nhân, Thìn, Ngọ. Tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. 4. Bính Dần, Hỏa, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, không nên vội vã tin theo lời người khác, hãy lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Quý nhân, Thân, Tuất. Tiểu nhân, Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. 5. Mậu Dần, Thổ, Nam Thái Dương, Nữ Thổ Tú. Khẩu quyết, chú ý giữ gìn sức khỏe, cẩn thận khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay. Quý nhân, Mão, Ngọ. Tiểu nhân, Dần, Tỵ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh lam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.